Ngày 11 tháng 5 được Hoa Kỳ công nhận là Ngày Nhân quyền Việt Nam vào năm 1994. Năm nay, tại trụ sở Quốc hội Mỹ, cộng đồng người Việt khu vực thủ đô Washington DC và các tiểu bang lân cận là Maryland và Virginia đã tiếp tục phát động chương trình kêu gọi cho Nhân quyền Việt Nam lần thứ 24. Bên cạnh đại diện của cộng đồng người Việt và các chính trị gia ở Thượng viện, Hạ viện cùng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình lần này cũng đón chào sự góp mặt của những tù nhân lương tâm Việt Nam mới ra khỏi chốn lao tù và tới Mỹ trong thời gian gần đây. Làm cho giới trẻ tiếp tục tham gia nhiều hơn vào trong cái việc tổ chức Ngày Nhân quyền thì anh nhìn thấy đó, tất cả những khuôn mặt trẻ đã tiếp tục tham gia vào cái vận động cho cái Ngày Nhân quyền. Tôi nhìn thấy những anh em trẻ treo cờ hay là họ tập họ răng lên những cái biểu ngữ, những cái băng rôn. Tôi rất là cảm động và rất là cảm thấy rất là hãnh diện là có họ, và chúng tôi tin tưởng là cái lớp trẻ sẽ thay thế cái lớp già chúng tôi và tiếp tục cái công cuộc cho đến ngày Việt Nam có tự do. 10 người bị bắt mà họ tuyên bố một bản án là 100 năm tù. Thì cái nỗ lực chính của cái Ngày Nhân quyền và chúng ta tranh đấu ngoài cái vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, chúng ta tranh đấu làm sao cho bảo quyền Cộng sản Hà Nội phải trả tự do cho những người đó. Vì đó là những người, người ta chỉ muốn nói một cái điều bình thường, sống một điều bình thường, người ta không có cái tội gì mà phải giam giữ người ta cả trăm năm. Năm 2017 được đánh dấu là một năm nhân quyền đen tối tại Việt Nam, khi chính quyền Hà Nội bắt bớ hàng loạt người, dù họ chỉ thể hiện quan điểm chính trị hoặc tôn giáo một cách ôn hòa. Nhiều người đã phải chịu những mức án nặng nề nhiều năm tù tội như Hội Anh Em Dân Chủ hay Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tại chương trình vận động nhân quyền lần này, các tù nhân lương tâm cũng có cơ hội trình bày về tình trạng khắc nghiệt, thậm chí là đe dọa tới tính mạng tù nhân trong các nhà tù cộng sản ở Việt Nam hiện nay. Chúng tôi muốn nhìn thấy Việt Nam đi theo con đường dân chủ và tôn trọng những quyền căn bản của con người như một quốc gia độc lập chứ không phải một thuộc địa của Trung Quốc. Tất nhiên, đạt được điều đó, chúng tôi phải thúc đẩy dân chủ và tự do báo chí ở Việt Nam. Và việc đầu tiên phải làm ngay lúc này, theo tôi, là gây sức ép mạnh mẽ lên phía Hà Nội. Ngày Nhân quyền Việt Nam năm nay, cộng đồng người Việt tại hải ngoại tiếp tục kêu gọi Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC và áp dụng luật Magnitsky toàn cầu đối với giới chức Việt Nam vì những vi phạm nghiêm trọng đối với những quyền cơ bản của con người. Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, thì trong cuộc làm việc mới đây giữa đại diện các tổ chức cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng áp lực với Hà Nội để những quyền cơ bản của người dân Việt Nam được tôn trọng và có thể xem xét đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC trong thời gian tới. Nghiên cứu Nguyễn Quang A và Nguyễn Xuân Diện và nhà báo tự do Võ Văn Tạo. Ông Trọng, trong tư cách người dẫn đầu cuộc chiến chống tham nhũng, phải là người gương mẫu trong việc minh bạch hóa tài sản của mình để làm gương cho những người khác làm theo. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện Hán Nôm giải thích lý do vì sao ông đưa ra lời kêu gọi này. Tôi làm như thế này là để bày tỏ một cái tán thưởng đối với lại cái công cuộc chống tham nhũng. Và chúng tôi ghi nhận cái kết quả bước đầu của công cuộc chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Tháng 10 năm ngoái, Ban Bí thư Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trọng lãnh đạo ban hành quyết định yêu cầu cán bộ và đảng viên các cấp phải công khai tài sản của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng cho tới thời điểm này, vẫn chưa có một công bố kê khai tài sản nào cả, theo nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A. Nhà báo Võ Văn Tạo nói việc không công khai tài sản của các quan chức chính phủ sẽ tạo thêm tiêu cực và càng thêm tham nhũng trong xã hội và gây mất lòng tin nơi người dân. Thì người dân có quyền tiếp tục nghi ngờ là cái chuyện là các ông không sạch sẽ gì trong chuyện tài sản, đó là có vấn đề. Thứ hai nữa là bất chấp cái đòi hỏi chính đáng của người dân. Cuộc chiến chống tham nhũng do ông Trọng lãnh đạo đang mở rộng và gia tăng cường độ với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên một ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị kết án trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Theo chỉ số tham nhũng của Transparency International công bố năm ngoái, Việt Nam đứng thứ 107 trên 180 quốc gia được khảo sát. Một trong các chủ tàu đánh cá của Việt Nam có phương tiện và thuyền viên bị Hải quân Indonesia tịch thu và bắt giữ vào tháng trước, vừa lên tiếng kêu gọi phóng thích ngư dân và tàu thuyền, khẳng định rằng các ngư dân bị bắt oan
và họ đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Hoàng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chủ một trong bốn tàu đánh cá bị Indonesia tịch thu vào ngày 5 tháng 4, cho biết chỉ riêng tàu cá của gia đình ông có 23 thuyền viên đang bị giam giữ. Ông nói các tàu cá đang đánh bắt trong vùng biển được phía Việt Nam cho phép thì bị phía Indonesia bắt giữ. Thực ra cái vị trí này là Sở Thủy sản cấp cho gia đình em công nhận là tọa độ của Việt Nam, thì là cái tọa độ là 0646 10934 vùng 3 của Bộ Tư lệnh, thì họ nói cái đây vẫn là vùng của Việt Nam, cứ nói là đang liên hệ thôi, không biết cầu cứu ai. Ông cho VOA biết rằng gia đình đã cầu cứu khắp nơi nhưng chưa được phản hồi. Ông cũng nói thêm rằng ông đã đích thân sang Indonesia để thăm các thuyền viên bị bắt và kể rằng cuộc sống bị giam lỏng ở trại Ranai hết sức khó khăn. Trước đó, cũng từ trại giam của Hải quân Indonesia trên đảo Ranai, một thuyền trưởng khác là ông Nguyễn Văn Vĩ kêu cứu với VOA rằng ông đã bị giam lỏng ở đây gần một năm nhưng chưa được xét xử. Ông nói thêm rằng hiện có hơn 50 thuyền viên người Việt Nam đang bị giam chung một trại. Trả lời câu hỏi của VOA về tình trạng của những người này, tòa án Ranai cho biết hôm 25 tháng 4 rằng họ chưa nhận được hồ sơ nào về trường hợp ông Vĩ và hơn 50 thuyền viên bị bắt, do đó họ chưa biết khi nào các thuyền viên này sẽ được đưa ra xét xử. Một cựu cán bộ ngoại giao của Việt Nam nói Việt Nam có thể giúp xây dựng một hình mẫu hội nhập quốc tế cho Triều Tiên với kinh nghiệm của mình biến Hoa Kỳ từ thù thành bạn. Ông Phạm Tiến Vân, cựu đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và Triều Tiên, nhận định như vậy tại Diễn đàn Thống nhất Hòa bình Hàn Quốc Mekong 2018 hôm thứ Năm tại Hà Nội, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo sẽ lần đầu tiên gặp nhà lãnh đạo của Triều Tiên tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 tới, thảo luận về việc giải trừ hạt nhân bán đảo. Triều Tiên trước đây ưu tiên quân sự, quốc phòng và ưu tiên bảo vệ chế độ trước kinh tế. Nhưng khi đặt kinh tế lên trên, Bình Nhưỡng phải giải quyết vấn đề hạt nhân để mở đường phát triển và hội nhập quốc tế. Ông Vân được trang tin VN Express dẫn lời nói, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, cải cách và mở cửa với Triều Tiên, vị cựu đại sứ này nói thêm. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un được nói là đã chia sẻ viễn kiến của ông về việc mở cửa và chuyển hóa đất nước bị cô lập nhất thế giới này, tương tự như cách mà Việt Nam đã làm trong cuộc gặp tay đôi với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào cuối tháng trước. Trang tin Post News của Hàn Quốc cho biết, dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc không muốn nêu danh tính. Nguồn tin này nói Việt Nam được nêu lên nhiều lần trong cuộc nói chuyện và Triều Tiên đã nghiên cứu kỹ các cải cách kinh tế của Việt Nam, cho phép khai phóng nhiều hơn Trung Quốc trong khi duy trì được mối quan hệ thân hữu với Mỹ. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Oanh tạc cơ và chiến đấu cơ của không quân Trung Quốc tiến hành các buổi diễn tập bay về quanh Đài Loan hôm 11 tháng 5. Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt các cuộc diễn tập quân sự ngày càng thường xuyên mà Đài Bắc lên án là đe dọa trong khu vực gần đảo tự trị, theo Reuters. Trong năm qua, Bắc Kinh đã gia tăng các cuộc diễn tập quân sự nhằm gửi thông điệp tới Đài Loan rằng Trung Quốc sẽ ngăn cản bất kỳ động thái nào mà nước này xem là nhằm tới độc lập cho Đài Loan, dù rằng Tổng thống Đài Loan đã cam kết giữ nguyên hiện trạng và hòa bình. Lực lượng không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói đây là lần đầu tiên máy bay tiêm kích Su-35 bay với các máy bay ném bom qua kênh Bashi, khoảng phân cách Đài Loan với Philippines. Trung Quốc đang hiện đại hóa quân đội, phát triển các chiến đấu cơ tăng hình, hàng không mẫu hạm và tên lửa tiên tiến. Đài Loan được trang bị tốt với hầu hết các loại vũ khí do Mỹ sản xuất và cũng đang thúc giục Washington bán các thiết bị tiên tiến hơn để ngăn chặn gã hàng xóm khổng lồ. Campuchia hôm 11 tháng 5 lên án đề xuất của một nghị sĩ Mỹ về các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Thủ tướng Hun Sen và các quan chức nước này. Ông Ted Yoho, Chủ tịch Ban Châu Á-Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ hôm 10 tháng 5 cho biết, đạo luật dân chủ Campuchia năm 2018 là nhằm trừng phạt tài chính, ngoài các hạn chế visa mà Washington đã đưa ra hồi năm ngoái, đối với các giới chức Campuchia vì đã phá hoại dân chủ bằng việc đàn áp những người chỉ trích ngay trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Sivan nói rằng đề xuất này xúc phạm Campuchia và là chính sách đối ngoại tồi tệ của Hoa Kỳ. Quan hệ giữa Campuchia và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng gần đây vì Mỹ chỉ trích chính phủ Campuchia đàn áp người bất đồng chính kiến. Cả EU và Hoa Kỳ đều rút lại các khoản tài trợ dành cho cuộc bầu cử tháng 7 ở Campuchia, giữa lúc ông Hun Sen đang hy vọng sẽ kéo dài thêm 3 thập niên cầm quyền. Thủ tướng mới nhậm chức của Malaysia nói ông sẵn sàng giữ lời hứa trong chiến dịch tranh cử là ân xá cho lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim. Ông Mahathir Mohamad hôm 11 tháng 5 tuyên bố quốc vương cũng tỏ ý sẵn sàng ân xá cho ông Anwar. Lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim đang ngồi tù vì tội tham nhũng
và tội giao cấu phản tự nhiên. Những cáo buộc bị dư luận lên án là mang động cơ chính trị. Ông Anwar từng là phó thủ tướng và bộ trưởng tài chính trong chính phủ của ông Mahathir. Ông được xem là người sẽ kế nhiệm ông Mahathir cho đến khi ông bị sa thải vào năm 1999. Ông Mahathir tuyên thệ nhậm chức hôm 10 tháng 5 với tư cách là vị thủ tướng thứ 7 của nước này sau chiến thắng bầu cử vang dội vào ngày hôm trước. Một kỳ tích khiến ông trở thành nhà lãnh đạo dân cử lớn tuổi nhất thế giới, 92 tuổi. Ông Mahathir đã lãnh đạo Malaysia từ năm 1981 đến năm 2003. Ông được ghi nhận có công xây dựng một nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, nhiều người Malaysia vẫn khó chịu với cách đối xử khắc nghiệt của ông Mahathir đối với các đối thủ chính trị và đàn áp tự do ngôn luận. 7 người, trong đó có 4 trẻ em được phát hiện tử vong vì trúng đạn ngày 11 tháng 5 ở Australia trong vụ xả súng hàng loạt có lẽ là nghiêm trọng nhất ở nước này trong 22 năm qua. Cảnh sát không truy lùng nghi can, nhưng cũng không bình luận về khả năng giết người tự sát, chỉ cho biết tất cả nạn nhân đều sống trong cùng một căn hộ. Sau khi nhận tin báo qua điện thoại, cảnh sát phát hiện các thi thể và 2 khẩu súng tại căn hộ ở Ospington, ngôi làng với chưa tới 700 cư dân gần thị trấn du lịch Margaret River, phía tây Australia. Thi thể 2 người lớn được tìm thấy bên ngoài một tòa nhà và những nạn nhân còn lại được phát hiện bên trong. Cảnh sát không cảnh báo cư dân về an toàn công cộng, nghĩa là không có nghi can xả súng tại đảo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Lầu Năm Góc cho rằng quân đội nước này chiếu tia laser cao tầng vào máy bay của không lực Hoa Kỳ gần căn cứ quân sự Trung Quốc tại Djibouti. Đây là lần gần đây nhất căng thẳng giữa hai bên nổ ra do những vụ chiếu tia laser. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Những thứ vũ khí phi sát thương giống như thế này được dùng để khiến đối tượng mù tạm thời. Lầu Năm Góc cho hay ai đó gần căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Djibouti đã sử dụng loại laser này để can thiệp vào quá trình hoạt động của nhiều máy bay quân sự Mỹ. Mặc dù quan chức Hoa Kỳ cho biết những chiếc máy bay này đều hạ cánh an toàn, nhưng có ít nhất 2 phi công bị thương nhẹ. Hành động này rõ ràng đã đe dọa đến sự an toàn của phi công. Chúng tôi đã chính thức bày tỏ quan ngại với chính phủ Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc cho biết họ đã tiến hành điều tra. Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi đã thông báo với phía Mỹ rằng cáo buộc mà họ đưa ra hoàn toàn không chính xác. Quân đội Hoa Kỳ duy trì khoảng 4.000 quân nhân tại quốc gia châu Phi nhỏ bé Djibouti, trung tâm của các chiến dịch chống khủng bố tại khu vực. Chỉ cách đó vài km là căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở hải ngoại. Bắc Kinh cho hay đó là một trung tâm hậu cần cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, và nó cũng là biểu tượng cho tham vọng toàn cầu của Trung Quốc. Quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc đặc biệt căng thẳng trên khu vực Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phần lớn diện tích. Hoa Kỳ thường xuyên triển khai cái gọi là chiến dịch tự do hàng hải gần những hòn đảo nhân tạo, phần lớn đã được quân sự hóa của Trung Quốc. Chúng tôi hoàn toàn nắm được những hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông. Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại trực tiếp với phía Trung Quốc về vấn đề này. Việc quân sự hóa này sẽ có hậu quả trước mắt và lâu dài. Căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Trump và Trung Quốc đã dâng cao sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế nhập khẩu lên hàng hóa Trung Quốc. Ông Trump đe dọa sẽ có thêm thuế nhập khẩu trong tương lai, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc. Một người phụ nữ 102 tuổi đến từ New York, người đã lập kỷ lục thế giới trong môn điền kinh chỉ 7 năm trước đây, đã xuất bản một cuốn hồi ký ghi lại những thành tựu và cả những khó khăn đặc biệt trong cuộc sống đầy thách thức của bà. Cuốn sách mới được xuất bản của Ida Keeling có tựa đề Can Nothing Bring Me Down, Không Có Gì Làm Tôi Gục Ngã. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Ida Keeling bắt đầu với môn điền kinh vào những năm cuối ở tuổi 60 và ở tuổi 95, bà đã lập kỷ lục thế giới trong nhóm tuổi của mình trong cuộc đua ở cự ly 60m. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử hoàn tất cuộc đua 100m ở tuổi 100. Thành tựu mới nhất của Keeling chính là cuốn sách có tựa đề Can Nothing Bring Me Down, Không Gì Làm Tôi Gục Ngã. Điều duy nhất từng khiến bà suy sụp là cái chết của 2 người con trai chỉ cách nhau 1 năm. Sau khi chúng qua đời, tôi đã gần như không thể vượt qua. Chỉ đơn giản là tôi không thể vượt qua. Tôi cảm thấy thực sự suy sụp. Tôi đã nhỏ bé, càng nhỏ bé hơn. Tôi ngày càng khó tính và tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Rõ ràng có điều gì đó không ổn. Và tôi đã tự đổ lỗi cho bản thân mình. Keeling nói rằng bà đã tham gia điền kinh theo lời khuyên của người con gái.
Tôi đã tới với Điện Kinh như vậy, nhưng trong khi tôi đang chạy, tôi đã cảm thấy sức mạnh của mình. Và tôi cảm thấy như tôi đã thoát ra khỏi nỗi đau. Và tôi chỉ muốn tiếp tục thôi. Mặc dù bị viêm khớp ở đầu ngón tay và đầu gối, người phụ nữ 102 tuổi này luôn bắt đầu mỗi buổi sáng bằng các bài tập duỗi người, thể dục, bao gồm cả hít đất. Bà cũng khuyến khích những người khác hoạt động thể chất bất kể tuổi tác. Hãy đứng dậy và đi lại xung quanh. Đừng ngồi đó mà không làm gì cả. Hãy đứng dậy và làm một điều gì đó. Đôi khi bạn có những công việc mà bạn không thích làm, nhưng hãy đứng dậy làm cho xong, rồi xem bạn cảm thấy như thế nào. Đó sẽ là một thay đổi lớn lao. Số người có thể sống đến 100 tuổi là tương đối hiếm, nhưng đang ngày càng gia tăng. Cuộc điều tra dân số năm 2010 ghi nhận có 53.000 người trên 100 tuổi ở Hoa Kỳ, tăng hơn 20.000 người so với năm 1980. Các nhà khoa học cho rằng gen tốt là quan trọng, nhưng lối sống lành mạnh và thể dục thường xuyên sẽ giúp sống thọ hơn. Họa sĩ người Mỹ Barnaby Funes đang miệt mài trên bức tranh mới nhất của mình với sự giúp đỡ của Sozo. Sozo có nghĩa là tưởng tượng hoặc sáng tạo trong tiếng Nhật, là một chú robot. Nó đánh dấu trên vải theo hướng dẫn của Funes mà ông truyền đạt qua một hệ thống theo dấu quang học gắn vào thanh bút công nghệ giống với cọ vẽ này. Tôi thực sự xem con robot này như một người bạn, hơn một con thú cưng, nhưng chưa tới mức một trợ lý mỹ thuật. Sozo đã giúp Barnaby thực hiện nhiều tác phẩm, trong đó có cả hàng ngàn sợi lông trên bức tranh bò rừng này. Nó ghi lại mọi chuyển động của họa sĩ và trở thành một nút quay ngược thực thụ cho toàn bộ quá trình sáng tạo. Tôi có thể quay trở lại và chỉ làm một nửa những công việc mà tôi muốn nó làm. Nó giúp giảm rủi ro người họa sĩ có thể tạo ra những nét vẽ bị lỗi. Sozo được chế tạo bởi doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp Artmark. Giám đốc điều hành Benjamin Chris cũng là một họa sĩ. Mọi ngành công nghiệp sáng tạo đã hoàn toàn được chuyển đổi bởi công nghệ kỹ thuật số trong 20 năm qua, ngoại trừ ngành hội họa. Tôi cảm thấy bị gạt ra bên lề vì điều đó, hơi băn khoăn. Bên cạnh Sozo, Artmark cũng có nhiều loại máy móc khác sử dụng các đầu phun của máy in. Trong thiết bị này, 700 đầu phun mực có thể được điều khiển từng chiếc. Mỗi chiếc để lại những vết phun mỏng hơn một lông mi người. Artmark hy vọng sẽ trở thành một cộng đồng mã nguồn mở để giúp các nghệ sĩ và kỹ sư kết hợp công nghệ kỹ thuật số với phương pháp vẽ tranh truyền thống và mở ra các chân trời mới. Hiện tại, Artmark có phòng thí nghiệm ở Boston, Israel và New York, nơi các bức tranh của Funes đang được bày bán tại một phòng trưng bày địa phương. Những gì bạn bỏ tiền ra mua hay những gì mà các nhà quản lý phòng tranh và công chúng tập trung vào là những tác phẩm được treo trên tường mà không hề suy nghĩ nhiều về cách tác phẩm ấy được tạo ra như thế nào. Những tác phẩm của Funes hiện có giá từ 85 cho tới 110.000 đô la Mỹ. Nằm ngay trung tâm thủ đô Washington DC, kế bên khu Chinatown nhộn nhịp, có một không gian trưng bày đặc biệt. Đó là nơi giới thiệu những gương mặt của nước Mỹ. Không gian trưng bày này không lúc nào vắng khách ghé thăm. Ngay dưới tầng 1 gần với cửa ra vào, du khách sẽ được tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ từ những ngày đầu tiên lập nước cho tới thời nội chiến với những con người đã đi vào lịch sử. Ngoài ra, người ta cũng có thể tìm thấy ở đây những gương mặt nổi bật trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật và đời sống khác nhau. Đó có thể là một vũ công, một diễn viên, một đạo diễn điện ảnh da màu, hay cũng có thể là một nghệ sĩ vĩ cầm, một nhà khoa học gốc Hoa có những nghiên cứu đột phá về căn bệnh AIDS. Tôi rất thích khu bảo tàng này. Đến đây, bạn phải đọc rất nhiều thông tin bên cạnh mỗi bức chân dung, rồi bạn nhận ra rằng mình đã được tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ và cả những gì thuộc về nước Mỹ hiện đại ngày nay. Hơn thế, mỗi bức chân dung ở đây cũng là một tác phẩm nghệ thuật, nên ngoài chiêm ngưỡng các chân dung, bạn còn được thưởng thức rất nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau do các họa sĩ và nhiếp ảnh gia thực hiện. Nhưng không gian trưng bày rộng lớn nhất và quan trọng nhất của khu bảo tàng này lại là không gian giới thiệu những bức chân dung về những người lao động trên khắp nước Mỹ. Đó có thể là một chàng trai bán đồ ăn nhanh, một nông dân người Mexico nhập cư, một đầu bếp người Hoa bên món thịt viên của mình, những công nhân trong một xưởng sản xuất xe hơi, một lao động phổ thông da màu, hay một công nhân xây dựng đu mình trên những tòa nhà chọc trời.
tại không gian này, người ta cũng giới thiệu một chiếc xe đẩy của những người lau dọn vệ sinh với đầy đủ những dụng cụ làm việc. Tại sao người ta lại tôn vinh những con người rất đỗi bình thường này? Bởi đây chính là những con người được coi là đã tạo dựng và là nền tảng của xã hội Mỹ hiện tại. Họ không chỉ là lịch sử của nước Mỹ mà họ còn là những người đã tạo dựng ra xã hội Mỹ ngày nay. Tại sao lại không tôn vinh họ chứ? Họ thực sự mới là những người đáng được tôn vinh. Chúng tôi đã tới đây vài lần và tôi hiểu một điều rằng nếu nước Mỹ không có những con người rất bình thường này thì nước Mỹ sẽ ra sao? Tôi yêu quý những con người này. Ở góc trong cùng của khu bảo tàng mới là không gian trưng bày những bức chân dung của các đời Tổng thống Mỹ. Cựu Tổng thống Barack Obama sau 8 năm cống hiến cho đất nước mới có được bức chân dung của mình ở đây từ tháng 2 vừa qua. Khu bảo tàng này thực sự đem lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ khi ghé thăm. Rõ ràng bên cạnh những chính trị gia, những ngôi sao nổi tiếng, người Mỹ hiểu rất rõ giá trị của những người lao động. Họ hiểu rằng thành phần lao động, dù là nhập cư, chính là những viên gạch nền của một nước Mỹ trụ cột và hùng mạnh ngày nay.